thập dương đã, thuận thiên thì giả tồn mà nghịch thiên thì giả dông. Cái người tu tới giờ đó làm sao đến khi trời đất tối tâm chân tu nơi chán có lằn điển quang. Hiền nhân chưa dứt lời khẩn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân. Lẹ không sức lẹ nào bằng, chỉ trong nháy mắt xa gần đến gây. Rồi thứ hai, cái tinh thần của chúng ta nó lắng đi cái cặn bã lợi danh quyền tước. Cho nên vì vậy nó được thanh hai cái thể chất, nó còn tồn lợi mới gọi là cái tân dân minh đức sắp tới. Mà ông Ba Thới cho biết rằng buộc giặt áo chưa chắc vợ chồng, ngủ đêm thức dậy cách lòng phân hai. Có nghĩa là ngủ đêm là gì? Ngủ đêm là giấc mê, thức dậy là gì? Là hồi tỉnh trở lại. Cách lòng là không có còn, là hòa hợp như cái cảnh thế gian mà chúng ta còn đang sống hiện tại hôm nay, cái thực chất của nó. Chúng ta quyền biến là tới ngày thay đổi, mà Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài bảo rằng rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Kính thưa quý vị, đây là những cái lời của một vị giáo chủ là đã ra đời báo hiệu cho nhân sinh biết rằng là cái hạnh phúc của nhân sinh ở vũ trụ này, nhất là đất nước Việt Nam của chúng ta hợp về thiên thời. Cho nên vì vậy cõi trung ương lưng kiển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Hiện tại hôm nay trở về với Tam Giáo thì Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài đã dạy là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu. Con người sinh ra ở đời mà không có cái lòng hiếu, cái lòng trung thì là cái người xã hội cũng không ai xài người này được nữa. Mà cái người có lòng trung và có sự hiếu thì trời đất cũng là dung bồi cho cái hạnh phúc của người sống ở trong hiện tại nó có phúc báo. Bằng cách là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, trời Phật không phụ cái tấm lòng tốt của cái người mà là có cái hiếu đối với tổ tiên ông bà, cha mẹ chúng ta và với dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên kính thưa chư quý vị đồng đạo, trở lại miền Tây Nam Việt đó, nhất là cái lễ của Bửu Sơn Kỳ Hương hay là Tứ Ân Hiếu Nghĩa hay là Phật giáo Hòa Hảo, cái tinh thần của đồng đạo rất là nó có một cái là kêu bằng là thương người và muốn tiếp xúc cái xã hội cái tốt đẹp. Cho nên vì vậy lắm khi những cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tới gần cái ngày lễ người ta phải lo trước cỡ chừng là cả tháng vậy đó, cho tới ngày lễ đặng người ta có một cái năng lực tiền bạc để đem ra mà để là tiếp xúc ở là các nơi bà con để trở về dự cái lễ là của Bửu Sơn Kỳ Hương hay là Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa chú quý vị, vì vậy mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bảo rằng là dạy ăn, dạy ở, dạy tu chuyên tròn. Quý vị thấy rằng là Phật giáo Hòa Hảo tuy mặc dầu một cái tôn giáo là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đóng khung trở lại, bàn xét như trên thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Đa số người ta nghĩ rằng tại gia cư sĩ là Đức Phật ngày xưa đã dạy cái hàng tại gia, cái hàng này là chưa đầy đủ điều kiện để xuất gia. Mà sự thật có biết rằng đạo Phật hôm nay cái triết lý cổ là cái người xuất gia là nó ở nơi đâu? Xuất gia là có nghĩa là cái tư tưởng không có còn lo riêng là mình nữa, mà xuất gia có nghĩa là lo chung trong đại chúng. Bằng cách trong kinh Đức Phật đã bảo rằng là đạo Phật bất ly thế gian giác. Đạo Phật sau khi lìa đời vào rừng sâu núi thẳm thì có thấy cái gì mà chướng ngại, có thấy gì nhân sinh trong đau khổ mà để tế trợ cùng nhau. Thì như vậy cái thiết từ bi có nghĩa nói rộng lớn, nó có rộng lớn được hay đâu không? Vì vậy cái tình thương nhân loại đúng với Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy đồng bào và nhân loại, nó là xác thực trong cái cụ thể và thực tế cái giáo điều của Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên Ngài đã kêu gọi đó là cả thế giới và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải gắng làm câu là hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Kính thưa quý vị, đây chúng tôi đã xuyên qua về cái mục kết tụ được âm dương nơi đất nước Việt Nam chúng ta, mà được một cái hạnh phúc cao thượng đối với thế giới bây giờ các nước văn minh về vật chất đó. Mà trở lại với một cái là tinh thần thương yêu thế giới bằng cái thật chất của nó, chứ không có bằng cái màu mè bên ngoài. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói xuyên qua cái giáo điều hành trì của Phật giáo Hòa Hảo. Thấy nó rất là đơn giản, chứ sự thật ra cái chiều sâu nó rất là sâu đó quý vị. Chúng tôi nhớ là cái quá trình của Đức Phật ngày xưa đã dạy cái hàng Bồ Tát hạnh đó. Cho nên vì vậy hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ Ngài đã dạy pháp môn tịnh độ, đó là pháp môn cái yếu điểm của là triết lý của Bồ Tát hạnh. Bởi vì Bồ Tát hạnh ngày xưa đã dạy đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí tuệ. Thì hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy gì? Dạy ngay cái chỗ là giới, định, huệ và tính, nguyện, hạnh. Nó 6 điều để ghép lại cho chúng ta đã lập thành trong cái sự hành về pháp môn tịnh độ. Kính thưa quý vị, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn cứu khổ nhân sinh. Cái pháp môn này nó vừa có cái tự lực và tha lực. Quý vị coi qua Đức Phật Thích Ca có xuyên qua 48 lời thệ nguyện của Đức A-di-đà. Cho nên Ngài Đức A-di-đà đã lập thành cái cõi cực lạc thanh tịnh. Chúng sinh, nếu chúng sinh nào tu hành đã là theo pháp tịnh độ thì sau này được giảng sanh về cảnh giới của Ngài là cảnh thanh tịnh. Toàn là dương, đã là từ thân nữ trở thành thân nam, chứ không có còn là nam nữ trong cái chỗ là thay đổi. Nó còn cái chỗ bất di bất dịch mà gọi là thanh tịnh, rất là vắng lặng và trong sạch. Kính thưa quý vị, cho nên vì vậy hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy trực là thẳng vào cái pháp môn niệm Phật. Ngài đã bảo niệm Di Đà, gán niệm cho gành thì mới được sống coi tiên thánh. Bởi vì cái cảnh Long Hoa sắp tới đó cũng đặt tại nơi đất nước Việt Nam, mà cũng tại là cái trung ương, cũng là thánh địa nước Việt Nam. Nhằm cõi trung ương sau sẽ có Phật tiên tại thế. Kính thưa quý vị, cái người hành trì theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nó vừa tương xung hợp lẽ với cái khoa học thực tế. Vì Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy cái cách thức ăn tương, nó vừa có cái chỗ là khoa học và thực chất đã là Phật học luôn. Kính thưa quý vị, trong cái thời kỳ là khoa học là gì? Đạo học và là Phật, khoa học và Phật học. Khoa học là gì? Khoa học thì quý vị thấy trong cái thời kỳ này quá chất văn minh về chúng sinh. Cho nên từ một cái ăn, cái uống hay là cái mặc gì nó cũng tiến quá theo cái trào lưu của thế giới. Cho nên vì vậy cái cơn bệnh của chúng sinh bây giờ quý vị thấy nó khác hẳn hơn hồi xưa, chứ không phải như hồi xưa nữa đó. Quý vị tới là những cái bệnh viện quý vị thấy nó rất rõ như ban ngày. Còn cái sự ăn uống nó rất là kỹ lưỡng, mà cái sự sống nó ngang hàng với cái chết. Sự thật ra bây giờ quý vị thấy cái người mà xảy ra tai biến ha đột quỵ. Cho nên vì vậy quý vị thấy đó cũng do cái khoa học và chúng ta ăn mà không kỹ lưỡng theo với cái tiêu chuẩn. Bị gì đa số cái người là nông dân ở đất nước Việt Nam là rất nhiều, là đâu có theo dõi khoa học cho nó xác đáng, thì cách thức áp dụng của chúng ta nó là không xác thực với khoa học. Cho nên vì vậy bị cái tai hại, cũng như là cái thuốc dưỡng. Tất cả trong vũ trụ này bây giờ chúng ta tập trồng cái cây gì mà chúng ta dùng cái thuốc dưỡng của chất là hóa chất đó. Quý vị nên nhớ rằng là chúng ta dùng đúng thì nó có chất bổ dưỡng cho cây rất cao, mà nếu không đúng nó trở thành là thuốc độc rất lớn. Cho nên vì vậy hôm nay đa số đất nước Việt Nam chúng ta trải qua với cái thời kỳ về cái chỗ học á, thì nó rất kém về cái vấn đề khoa học, cho nên nó bị so sánh cái chỗ đó. Kính thưa quý vị, cái sự ăn chay của cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, là nó xác thực, mà Đức Thầy đã bảo rằng luồng thanh điển nhán qua như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa, Phật tiên vận chuyển lọc lừa chúng sinh, ráng nhớ muối dưa hồi này. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ lược trình trong cái sự là kết quả trong sự ăn tương của cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, phải nắm bắt được cái chỗ này để đem ra thực hành trong cái giá trị, trong cái hiện tại chúng ta mới thấy được cái giá trị của nó. Trải qua với cái thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến thì Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài là khai đạo năm 1139, ngài viết lên cái đoạn rằng là kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề, gian lao khỉ kia cũng bị sáo xào rồi canh phia gà gái máu đầu mấy người. Đó quý vị thấy lúc đó là thằng Nhật có nghĩa là nó muốn làm chủ về Á Châu của chúng ta hết trơn. Vì vậy có nghĩa là sau khi đó đó là thằng Mỹ thấy là kêu gọi thằng Nhật dừng bước mà thằng Nhật nó không dừng, thì trong đó chỉ có hai cái quả bom nguyên tử nó đem nó ném là Nhật sụp hai cái đảo, một là Osawa hay là Sawasaki, có nghĩa là con người chết không biết bao nhiêu rồi. Riêng Việt Nam chúng ta mới có 20 mấy triệu dân mà chết từ miền Nam và miền Bắc, một là bệnh dịch đã xảy ra chết, hai là đói mà chết trên 1 triệu người. Đó ảnh hưởng cái chiến tranh đất nước của Nhật mà chúng ta còn phải ảnh hưởng như thế. Thì quý vị thấy sau khi qua cái cuộc chiến tranh ấy thì các nhà bác học, bởi vì lúc đó mới phát minh lên hai cái quả bom nguyên tử, là có nghĩa nó mới làm lạ tại sao những cái người ở chùa còn sống, những cái con vật nó không ăn loài động vật với nhau nó còn sống, cũng như con trâu, con bò, con khỉ, mấy cái loài nó ăn là hoa quả rau cải đó thì nó còn sống. Thì các nhà bác học mới là rút cái máu của nó để đem vô cái tính chất của nguyên tử để coi lấy cái sự kinh nghiệm đó. Thì nó có cái chất đề kháng quý vị, nó có cái chất đề kháng, cho nên vì vậy nó không có bị là phản xạ của cái chất nguyên tử. Vì vậy các nhà bác học nó mới phát minh lên cả thế giới nó ba cái hội ăn tương. Một là sớ tự hội, cả mấy chục nước nó vô một cái hội. Rồi tố thực hội, nó cũng mấy chục nước nó vô trong một cái hội. Rồi sớ tự hội, thảo mộc hội, chứ thảo mộc hội nó cũng mấy chục nước. Đó ba cái hội lớn ăn tương. Cho nên bây giờ thế giới quý vị biết cái văn minh của nó về ăn tương không phải nó tu như ta, mà nó ăn tương đây là ăn theo cái lối khoa học gọi là thực vật và động vật. Thực vật là nó ăn có nghĩa là nó tránh cái chất độc của mình đã chế biến ra. Thực vật là gì? Nó ăn hoa quả rau cả. Động vật là ăn loài thịt cá, rồi thực vật là ăn hoa quả rau cải. Đó cho nên là cái chuyện ăn nó cũng rất là cao. Đó rồi chúng ta không biết, chúng ta nói các nước văn minh bây giờ nó ăn tương rất nhiều, mà sự thật ra nó ăn theo khoa học chứ không phải nó ăn theo cái lối đạo học như chúng ta. Kính thưa quý vị, cho nên vì vậy đó chúng ta thấy cái ăn tương trong cái Đệ Nhị Thế Chiến mà Đức Thầy đã bảo rằng là bon bon chuông dục mấy hồi, gầm gầm sấm nổ trên đồi xa xa. Có nghĩa là bon bon là gì? Bon bon là Đệ Nhị Thế Chiến, là Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời dùng cái là tiếng chuông để kêu gọi nhân sinh để trở về con đường thiện, đừng có xô xát lẫn nhau. Rồi là cái tiếng thứ hai là tiếng Long Hoa Đại Hội. Đó dùng hai chữ bon bon là tiếng chuông để đánh thức chúng sinh để trở về con đường chánh giáo. Đó, để lo lập thân tu hành. Rồi rầm rầm là gì? Rầm rầm là hai tiếng nguyên tử đã nổ. Đó Cho nên vì vậy quý vị thấy là Đức Thầy có phải là một cái vị Phật đã ra đời báo tin trong cái đệ nhị thế chiến nó đã trải qua hay không? Đó, nó rõ ràng như vậy. Còn cái đệ tam thế chiến này á, Đức Thầy đã bảo trải một lúc cuồng ba sống dậy, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi, trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả ầm ì biết bao. Không thể kể xiết đâu quý vị, cái đệ tam là không kể xiết đó. Mà bây giờ thực tế quý vị bắt ở trên đài Việt Nam chúng ta, quý vị thấy Biển Đông bây giờ là các nước nó đem vũ khí nặng ra ngoài, nó vàng kêu bằng mình, không có chỗ nào mà kể cho xiết hết trơn á. Vì vậy Ngài cũng báo tin cho nhân loại cái ngày kết cuộc như thế nào nè. Ngài đã bảo bấy lâu nay nuôi dưỡng các kiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép màu lập lợi thượng quân. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, chúng tôi đây căn bản theo giáo điều của Phật giáo Hòa Hảo để trình bày cho là các bạn hiền mà chúng tôi đã định nghĩa trong là 5 cái hàng hiền: từ nhân hiền, thần hiền, thánh hiền và tiên hiền, Phật hiền. Phải gắng để làm hiền trong cái thời kỳ này mới đối lợi cái dữ, mới giải trong cái dữ, giải mã trong cái dữ được. Chứ là nếu mà chúng ta làm dữ thì quả dữ ấy càng cao. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, cho nên là cái người mà ăn chay theo là khoa học, rồi cái người ăn chay theo đạo học như thế nào? Kính thưa quý vị, cái ăn chay theo khoa học thì tới ngày kết cuộc của cái quả địa cầu cũng phải chung chịu với cái định lực của tạo hóa. Theo đạo học thì được hưởng cái cảnh thiên nhiên nhân tạo sắp tới. Vì chúng ta về đạo học đó, một là ăn về cái thực chất ngũ cốc của là thiên là định đã ban bố cho chúng ta sinh sống. Chúng ta không có xác mặn để nuôi thân, vì vậy cái nhân quả chúng ta không có gây. Thì quý vị biết rằng cái chỗ này chúng ta có cái chất đề kháng của loài người đã chế biến trong cái chất độc. Rồi qua thứ hai mà chúng ta còn lại đó thì là quý vị nên nhớ rằng là chúng ta hàng bữa chuyên tâm niệm Phật và là phải nuôi cái lòng từ bi bác ái, có nghĩa là có tình thương với nhân loại. Đã vì chúng sinh sống ở trong cái cảnh đời này, khổ đồng chịu, vui đồng hưởng. Cho nên vì vậy cái thiết từ bi chư Phật để cứu khổ nhân sinh, Phật ái chúng sinh như mẫu ái tự. Kính thưa quý vị, đây là trải tới cái ngày Long Hoa Đại Hội mà Đức Thầy trở về đó. Thì quý vị nên nhớ rằng nếu ai tự xét lợi với cái định lực của tạo hóa mà theo Đức Thầy đã bảo đó, coi chúng ta có đầy đủ cái khả năng để vượt tới cái Long Hoa Đại Hội sắp tới hay không. Bằng cách Đức Thầy đã bảo cái đạo của Ngài hiện tại hôm nay: thiên ý không riêng mối đạo màu, gần kiền yếu lý nhiệm cao sâu, chuyển miền Nam địa càng thâm diệu, lộc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Cái yếu lý của trời đất có nghĩa là chúng ta đã hành trì con đường chánh lý, đó là cái chân lý giải khổ, nó là cái chánh giáo, nó là nằm ở trong cái lòng bàn tay của bà mẹ. Mà nói chung kết luận trở lại, chúng ta sống là hòa hợp với máy âm dương. Đất nước Việt Nam chúng ta đã hòa hợp, có âm có dương, là có Phật đã ra đời. Thì là độc thọ khai qua dạng thọ hương, có nghĩa là ở khu rừng có một cái cây mà trổ hoa thơm, điều cây nào tới gốc nó cũng có cái mùi thơm của cây ấy đã phong tỏa ra. Như thế thì Đức Thầy chúng ta mai duyên ra đời ở làm miền Tây nước Việt, thì cái ảnh hưởng là miền Tây nước Việt so cái văn minh về vật chất thì thua thế giới. Trở lại với cái tâm đức của là người dân tộc Việt Nam, nó rất là hiền lành, và là so lợi thế giới nó sẽ đứng đầu trong cái thế giới. Kính thưa quý vị, trải qua với cái thời gian năm 2020 vừa qua, cái bệnh dịch nổi lên, riêng Việt Nam chúng ta, nhà nước Việt Nam cũng lo và cách ly. Mà sự thật ra những anh em theo dõi về là thế giới đó, kể như cái bệnh ấy là cái người ăn chay không có bị lâm vào cái bệnh ấy. Chúng ta thấy trải qua cái sự kết quả của nó trong cái thực tế. Thứ hai, cái ngày mà Đức Thầy đã trở lại, theo cái câu mà chúng tôi chứng minh hồi nãy đó, Thầy bảo là ít lâu ta cũng trở về phiên cùng bổn đạo chứ hề lãng sau. Thì cái ngày Thầy trở lại đó, thì cái ngày đó đâu phải là kể như là nó là một cái cơn mưa rồi tạnh, mà cái chỗ là thay đổi địa hình bằng cách đổi chồng, đổi vợ, đổi con, đổi non, đổi núi, đổi hòn Hà Tiên. Đó là trong buổi Sơn Kỳ Hương đã dẫn cho chúng ta thấy. Kính thưa quý vị, có nghĩa là cái ngày đó là cái ngày kiệt âm dương, mà kiệt âm dương cả 7 ngày đêm như vậy, thử hỏi ai còn sống ở trên cái quả địa cầu này. Mà sự thật ra chỉ còn cái nhà tu mới có còn sống ở trên quả địa cầu là sao? Cái thực chất về ăn uống nó đồng hóa với cái người là ăn theo khoa học. Đạo học ăn đồng hóa với khoa học. Mà sự thật khoa học là ăn chừng nào ta tầm cầu trong cái tiến bộ của người ta theo cái lối khoa học, chứ không phải tầm cầu trở lại cái tiết từ bi của chư Phật đã chủ trương. Mà cái gì là trở về với cái thiết là thiên nhiên cổ là cổ trời đất đó, thì cái đó nó còn được tồn, bị nó hợp âm hợp dương, thuận thiên thì giả tồn mà nghịch thiên thì giả dông. Cái người tu tới giờ đó làm sao? Đến khi trời đất tối tâm chân tu nơi chán có lằn điển quang, hiền nhân chưa dứt lời khẩn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân, lẹ không sức lẹ nào bằng, chỉ trong nháy mắt xa gần đến nơi. Cái ánh sáng của ai? Ánh sáng hào quang của Đức A Di Đà. Nhờ cái công tu luyện mà chúng ta vừa rội rửa là cái thể chất này, không có đem những cái vật thực là của cái loài động vật mà chúng ta bổ tẩm cho chúng ta, cái nhân quả chúng ta không gây. Rồi thứ hai, cái tinh thần của chúng ta nó lắng đi cái cặn bã lợi danh quyền tước, cho nên vì vậy nó được thanh hai cái thể chất, nó còn tồn lợi mới gọi là cái tân dân minh đức sắp tới. Mà ông Ba Thới cho biết rằng buộc giặt áo chưa chắc vợ chồng, ngủ đêm thức dậy cách lòng phân hai. Có nghĩa là ngủ đêm là gì? Ngủ đêm là giấc mê, thức dậy là gì? Là hồi tỉnh trở lại. Cách lòng là không có còn là hòa hợp như cái cảnh thế gian mà chúng ta còn đang sống hiện tại hôm nay, cái thực chất của nó. Kính thưa quý vị, chúng tôi để lượm lạc những cái lời của các vị từ Đức Phật Thầy Tây An và trong hệ phái Bụ Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo, là cái giáo lý thật sự chỉ trong cái dạng pháp nhân sinh đang tu tập và đi tới cái sự kết quả của nó năm nay. Ngưỡng mong chúng tôi sau khi làm xong nhiệm vụ, chúng tôi cũng chúc phúc cho quý vị đồng sinh ở trong cái cảnh đời này, hãy lập chí tu thân cho kịp cái Long Hoa Đại Hội sắp tới, để là chúng ta trả cho tròn với cái ân mà chúng ta đã thọ muôn một có cái xác đăng này, là ân tổ tiên và cha mẹ. Trời một mặt gọi đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ đời cũng xong. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin lễ phép kính chào chư quý vị đồng đạo. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, và để nuôi cái hy vọng và tinh thần sáng suốt để chờ đợi cái ngày mai một đứng thiêng liêng để trở lại ban bố cho chúng ta được một cái phúc lành an hưởng trong cái thời kỳ an lạc hết giao chinh. Xin lễ phép kính chào chư quý vị đồng đạo kính mến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn ông Hai đã nhấn chút thời gian báo chia sẻ đôi điều về Phật pháp để cho con cháu được hiểu thêm. Dạ, kính chúc ông Hai luôn dồi dào sức khỏe nha ông Hai. Dạ, rồi cảm ơn. Dạ, Đức Dũng xin kính chào tất cả vị, và kính chúc cho quý bà con cô bác luôn luôn dồi dào sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Và hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.